Rồi anh em ơi, hôm nay giới thiệu anh em một cái hai cái loại tem mà bên mình là thuộc dạng là best seller luôn ha. Đó là tem dàn áo của Rim Thái cũng như là tem dàn áo của Super Rim đời 2012. Đó. Thì hai bộ này là gần như là bên mình là bán rất là chạy hàng luôn. Thì một bộ này á, thì nó mang theo phong cách cổ điển ha. Còn bộ này á, là phong cách rất hiện đại luôn. Đó, thì bộ này hay còn được gọi là bên mình hay gọi là tem dàn áo Super 3D này. Thì nó tại vì nó có hiệu ứng 3D rất đẹp. Còn bên này thì là cũng bộ tem huyền thoại rồi, tem Rim Thái tam lửa ha, không còn gì để nói nữa. Cả hai mẫu này đều là những cái mẫu bán rất chạy của bên mình, cũng như là được rất nhiều anh em chúng ta là chọn khi mà chúng ta dọn xe ha. Thứ nhất là cái bên này thì dành cho những anh em chúng ta trẻ trung năng động này, anh em sẽ chọn cái mẫu này tại vì nó mang cái hơi hướng hiện đại ha. Đó, nó rất là phong cách rất là năng động trẻ trung. Đó, còn cái bên này thì mang cái phong cách rất là cổ điển luôn. Rất cổ điển tại vì nó là một cái mẫu tem huyền thoại rồi. Đó, tem Rim Thái tem lửa ha. Quá huyền thoại rồi. Thì anh em có thể thấy ha, đây hai bộ tem này đều có dán cái mác Honda hết ha. Thì nếu mà với những người khác dán mác Honda thì kêu là hàng chính hãng. Nhưng mà bên mình bán đúng hàng đúng đồ cho anh em. Cho nên á, cái này thì chỉ báo anh em là hàng loại 1. Đúng là hàng loại 1 luôn nha. Còn rất là nhiều cái cơ sở họ làm những cái loại tem kém chất lượng, nhưng mà họ lại đi những cái tem Honda, tuy là nó chất lượng nó cũng không được bằng cái chữ tem Honda này, nhưng mà họ lại kêu là hàng zin để mà lừa những anh em ở quê ha. Thì cái đó là một cái điều mà không có tốt. Tất nhiên là mỗi người thì mỗi cái cách để mà chúng ta kinh doanh, nhưng mà cái điều đấy là cái điều mà bên mình sẽ không bao giờ mà làm như vậy đối với anh em hết. Đó, nào zin thì mình nói zin, cái nào loại 1 thì mình nói loại 1 cho anh em. Chúng ta không phải lấn cấn về cái việc mà ta mua hàng zin nhưng mà về phát hiện là hàng lô ha. Đó, thì cái bộ này mình bán giá hàng đúng loại 1, cực chất lượng in cực kỳ tốt luôn, giá 100.000. Còn bộ này thì giá nó cũng 100.000 luôn. Bây giờ thì mình sẽ mở ra cho anh em xem cái chất lượng bên trong nó như thế nào anh em nhá. Đây này, có một bộ này mình đã cắt sẵn rồi này anh em. Đấy, mình là cứ có khi mà mình quay clip cho anh em là mình sẽ mở ra mình quay chi tiết hết cho anh em, thì anh em yên tâm không phải lo vấn đề là khi mà có được coi đúng hàng không ha. Còn nếu mà khi mà gửi anh em ấy cái hàng mà không đúng như cái bộ tem này á, anh em cứ trả về cho mình ha. Đó, bộ tem này thì mình có ship code cho anh em luôn, thì tiền ship phí ship toàn quốc thì nó khoảng 30.000 một trên một bộ tem ha. Anh em mua 10 bộ thì giá ship nó vẫn là 30.000 thôi. Đó, đây anh em rất là đẹp đây. Đấy ha. Đó, khi mà anh em mua bộ tem này thì nó một miếng nó sẽ là như vậy này. Đấy, sau đó là anh em sẽ dùng cái miếng tem này anh em dán lên đây ha. Đó, dán lên thì khi anh em dán lên thì nó sẽ tạo cái hiệu ứng là nó sẽ nhô cao lên như vậy, anh em thấy không? Nó sẽ tạo ra một hiệu ứng rất đẹp luôn, nhìn nó rất là 3D ha, nhìn nó nổi lên trên, nhìn rất là đẳng cấp luôn. Nhìn cái phong cách này thì nó hiện đại ha, đúng như bây giờ người ta cái gì người ta cũng thích cái sự hiện đại hết đấy, bóng bẩy anh em thấy ha, nó có những cái chi tiết mạng chrome này rất là đẹp này anh em ạ. Đó, đó anh em thấy chưa? Thì một bộ phải bán giá 100.000 nha, thì nó gồm những cái miếng như vậy. Đây, nó còn có cả thêm mấy miếng trước nhỏ nữa này nè, miếng nhỏ này thì anh dán vào đây ha. Đó nè, rất đẹp nhá. Rồi thì một bộ này bán giá 100.000, anh em nào chúng ta có nhu cầu liên hệ với mình nha, giá 100.000 một bộ thôi, rất đẹp rất rẻ. Đấy, anh em về anh em dán lên là nhìn nó sẽ đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Bộ này nhìn rất sáng ha. Đó, anh em thấy cái nó sẽ biến đổi cái sắc thái theo cái góc nhìn của anh em ha. Đó, đó anh em thấy không? Đó, rất đẹp ha. Rồi thì anh em nào mua liên hệ với mình nha. Rồi bên bộ tem Rim Thái bên này, tem lửa thì đây nó cũng có mã như thế này nè, GN5 là đúng Thái rồi. Đó, cái tem này nó in cũng khá là đúng á. Thì hàng loại 1 anh em, chất lượng thì nó rất là dày đây nè, giống như miếng tem này nè. Miếng tem bình thường á, miếng tem nó không có dày như vậy đâu anh em. Miếng tem này rất là dày, anh em thấy nó dày không? Rất dày luôn này. Đó, rất dày, chính vì nó dày như vậy thì nó càng giống zin hơn nha. Những cái tem zin này rất là dày nha anh em. Rồi, đây là một bộ tem Rim Thái này. Mình sẽ cắt ra cho anh em xem nha. Thì tại vì một tay mình đang quay, một tay mình cắt thì nó sẽ hơi khó làm ha, em thông cảm cho mình. Đó, đang cắt ra đây nè.
thì giờ nó một tay quay một tay làm thì nó cũng hơi khó khăn, thế anh em thông cảm ha. Mình thì mình không có muốn ngưng video lại để cho nó tiếp diễn cái mặt cái video cho anh em xem, chúng ta thấy nó hấp dẫn hay ha. Đây mình đang cắt ra rồi mình lấy ra cho anh em xem nè. Đó. Đây. Bộ tem của tem lửa Rim Thái này rất là dày luôn. Bộ tem này rất là dày ha, lưng vàng nha. Lưng vàng đúng chất lượng cao nè. Đó. Cực kỳ đẹp nha anh em. Những cái bộ tem lưng vàng á anh em, như vậy này là những bộ tem chất lượng rất là tốt nha. Còn những bộ tem lưng trắng thì chất lượng nó sẽ không có bằng ha anh em ha. Đây. Đó. Thì khi mà anh em mua thì chúng ta sẽ về chúng ta lột cái lớp này ra là rất là đẹp luôn. Bộ tem này thì nó rất là kỹ ha, nó làm kỹ như vậy để anh em chúng ta có thể thoải mái chúng ta dán, anh em không có sợ dơ cái lớp bên ngoài đó. Nó hai cái miếng, hai miếng nẹp bên hai bên này, rồi hai miếng nẹp trên này đó, đầy đủ như vậy cho anh em. Anh em về chúng ta dán lên là cực kỳ đẹp, cực kỳ chất luôn đó. Bộ tem này bán giá cũng 100.000 luôn nha anh em nha. Rồi thì anh em nào chúng ta mua cần mua cái loại tem nào thì anh em có thể mua mình mua loại tem đó ha. Đây hai loại tem Super 2012 cũng như là Rim Thái đời 9 đời tem lửa ha. Đó. Tem lửa thì nó là huyền thoại cho nên là người ta sản xuất nó rất là nhiều cái đời anh em ha. Từ 94, 95, 96, 97, 98, 99 nha, tới đời 99 nó bắt đầu nó hết rồi. Đó. Rồi. Thì ngoài những cái bộ tem này thì bên mình cũng cung cấp cho anh em những loại tem khác nữa. Đây. Đó. Anh em nào cần bộ nào liên hệ mình bộ đó nha. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều ha. Đó. Rồi, hẹn gặp em những clip tiếp theo nhá. Anh em nào mua bộ tem này liên hệ mình nha. Đồng giá 100.000 một bộ thôi. Cảm ơn em rất là nhiều.